quý vị và các bạn, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá mới trong hoạt động công đoàn, tập hợp vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội địa phương, không ngừng củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu giai đoạn mới. Hiện nay, công đoàn viên chức tỉnh quản lý 50 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 2.600 đoàn viên, công chức, viên chức lao động. 5 năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức công đoàn, đời sống, việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động luôn ổn định. Điều kiện phương tiện làm việc ngày càng được cải thiện, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp không ngừng được nâng cao. Khẳng định được vai trò là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các công đoàn cơ sở đã tích cực tham gia cùng với chính quyền tập trung xây dựng và thực hiện đề án sắp xếp lại bộ máy tổ chức và quản lý công chức viên chức lao động theo vị trí việc làm phù hợp với trình độ năng lực đáp ứng với yêu cầu thực tế. Công đoàn viên chức tỉnh tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tham gia ý kiến các dự thảo luật, bộ luật và các văn bản pháp luật của trung ương, địa phương, tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền cung cấp, xây dựng cơ chế, chính sách, quy định của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng lương, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng. Hàng năm, 100% công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức lao động. Trên 80% công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Thông qua đó, cán bộ, công chức, viên chức lao động đã được tham gia đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính, giải quyết những kiến nghị của đoàn viên. Trong 5 năm qua, đã có 265 lượt người được tư vấn về chế độ chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với các đơn vị tổ chức thăm tặng quà cho trên 400 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Hỗ trợ vé xe cho đoàn viên về quê ăn Tết, tặng quà cho đoàn viên mắc dịch COVID-19 với số tiền trên 460 triệu đồng. Vận động đoàn viên tặng quà và ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe, xét nghiệm tầm soát ung thư miễn phí cho 460 đoàn viên. Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân, Tết thiếu nhi. Biểu dương 6.570 cháu đạt thành tích tốt trong học tập với số tiền gần 1 tỷ đồng. Đề xuất và cử 1.449 lượt đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh được 671,4 triệu đồng, hỗ trợ cho 19 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa chữa, xây mới nhà với số tiền 510 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho 24 đoàn viên vay vốn từ Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm với số tiền 480 triệu đồng. Để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, công đoàn viên chức tỉnh cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động và công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thứ hai là công đoàn viên chức tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả, phát động sâu rộng trong công chức viên chức người lao động trong phong trào học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện tác phong lề lối làm việc khoa học, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, trang fanpage của công đoàn viên chức tỉnh và kiên quyết kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cơ hội chính trị, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Và thứ ba là đẩy mạnh việc chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, chú trọng lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị mà tổ chức công đoàn mang lại cho người đoàn viên,
phát triển lợi ích cho đoàn viên thông qua các cái chương trình ưu đãi, phúc lợi đoàn viên và từng bước làm rõ, tạo sự khác biệt về lợi ích đối với người lao động là đoàn viên công đoàn và người lao động chưa phải là đoàn viên công đoàn và đổi mới linh hoạt trong tổ chức các cái hoạt động tháng công nhân, Tết sum vầy hàng năm. Thứ tư, đó là đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn gắn với chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh thực hiện các cái phong trào thi đua gắn với cuộc vận động cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực, cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo và ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả, phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, góp phần xây dựng đội ngũ công chức viên chức lao động vững mạnh. Và thứ năm là tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức viên chức người lao động, kịp thời đề xuất kiến nghị với cấp ủy chính quyền các cấp những vấn đề đoàn viên quan tâm bức xúc và tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công chức viên chức người lao động. Và với tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, đồng lòng đồng sức của công chức viên chức người lao động, tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, công đoàn viên chức tỉnh sẽ có nhiều bước tiến mạnh mẽ, góp phần nhằm ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng. Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và thể hiện nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, công chức viên chức lao động, công đoàn viên chức tỉnh đã tuyên truyền vận động 627 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 515 đơn vị máu cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tiếp tục được quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 161 đoàn viên mới, ban hành đề án số 1014 về việc sắp xếp lại công đoàn cơ sở trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. 100% công đoàn cơ sở với 2.601 đoàn viên được tạo nhóm và hướng dẫn cập nhật, theo dõi quản lý đoàn viên, cấp đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ, đã có 396 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước hết, công đoàn viên chức tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt kết luận số 79 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với thực hiện kết luận số 01 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cái thứ hai là tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 20 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới, làm tốt cái vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền ở tại cơ quan đơn vị. Thứ ba là tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp. Thứ tư là chỉ đạo công đoàn cấp dưới phối hợp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Thứ năm là ứng dụng công nghệ thông tin, vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia thực hiện đề án chuyển đổi số của tỉnh. Và thứ sáu là bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp của công đoàn cấp trên để cụ thể hóa nghị quyết của đại hội thành chương trình hành động và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt chương trình trọng tâm, các giải pháp đột phá và thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn đề ra. Góc đấy gì? Với tinh thần chủ động, sáng tạo, tổ chức công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, phát động sâu rộng phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả, giỏi việc nước, đảm việc nhà, văn hóa thể thao, xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Các phong trào triển khai gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Qua đó đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Rút kinh nghiệm trong thực tiễn, công đoàn viên chức tỉnh đã đề ra nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực, gắn với phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả,
góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức lao động vững mạnh, gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ 2023-2028 thì công đoàn viên chức tỉnh chúng tôi tập trung vào một số cái nội dung cụ thể như sau. Một là trọng tâm sẽ tiếp tục các cái nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức lao động có các cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là về nhà ở. Thì chúng tôi hàng năm ngoài cái nguồn kinh phí được cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh cấp cho thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho đoàn viên thêm một gia đình trong một năm. Và vấn đề thứ hai là đổi mới phương thức hoạt động cũng như là đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cái hoạt động của công đoàn gắn với chuyển đổi số trong việc thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn cũng như là cái hoạt động của công đoàn. Cái vấn đề thứ ba là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động như là các cái hoạt động liên quan đến tăng cường công tác tuyên truyền vận động các cái chủ trương đường lối của Đảng, của pháp luật nhà nước thông qua các cái hoạt động của công đoàn cũng như trang thông tin điện tử của công đoàn viên chức tỉnh, trang fanpage để đoàn viên được tiếp cận với các cái chế độ, các cái nội dung liên quan đến đoàn viên về những cái văn bản mới. Cái vấn đề thứ tư là tuyên truyền thường xuyên liên quan đến cái nội dung công tác kiểm tra, thực hiện cái vai trò kiểm tra của công đoàn, đặc biệt là cái việc kiểm tra tài chính đồng cấp và chỉ đạo các công đoàn cơ sở phải thực hiện tốt các cái nội dung liên quan đến công tác kiểm tra giám sát tại các cái công đoàn cơ sở trước khi quyết toán đối với công đoàn cấp trên. Cái vấn đề thứ năm là thực hiện tốt chương trình kế hoạch hành động cũng như là các nội dung liên quan đến thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về việc đổi mới tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tự đánh giá và xếp loại của công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ mới. Vấn đề thứ 6 của chúng tôi tập trung chỉ đạo thực hiện hoạt động giám sát phản biện xã hội trọng tâm có hiệu quả và chủ động chỉ đạo các công đoàn cơ sở cũng như là lấy ý kiến của đoàn viên về tham gia với các văn bản liên quan đến chế độ cũng như là quyền lợi của đoàn viên và người lao động trước mỗi các cái kỳ họp của Quốc hội cũng như là kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Với sự quyết tâm cao, nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn viên chức tỉnh phấn đấu 100% công chức, viên chức, lao động tuyển dụng mới đều được kết nạp vào tổ chức công đoàn. Hàng năm có trên 95 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. 95% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc trở lên, có 95% trở lên nữ công chức viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. 95% trở lên cơ quan đơn vị được công nhận, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Triển khai tốt kế hoạch thu kinh phí công đoàn, 100% công đoàn cơ sở xây dựng được quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị để thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ chức năng trong thời kỳ mới. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 250 đoàn viên công đoàn ưu tú để cho Đảng xem xét kết nạp. Quyết tâm thực hiện hai nhiệm vụ đột phá, đó là tập trung nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, công chức, viên chức lao động, đặc biệt là khó khăn về nhà ở. Đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn gắn với chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Thời lượng dành cho chuyên mục công đoàn đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.